đứng trước tại một nơi mà chỉ vài tháng sau thôi. Tại đây, các em học sinh, thế hệ trẻ của tỉnh miền Trung sẽ đang say mê học tập, sinh hoạt vui chơi, rèn luyện và phát triển trong một môi trường đẳng cấp quốc tế, chứa đựng các yếu tố tinh hoa về cơ sở vật chất. Dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC Quảng Hải được khởi công vào ngày 31 tháng 3 năm 2018. Sau hơn một thời gian ngắn đẩy mạnh thi công, hoàn thiện hạ tầng cảnh quan với tất cả sự tập trung cao độ, những đòi hỏi khắt khe, những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, những sáng tạo và chăm chút không mệt mỏi của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, dự án đã chính thức hoàn tất hạ tầng cơ sở và cất nóc đúng tiến độ. Trọng kính mời 6 vị khách danh dự đến trước cây sắt. Rồi vừa vượt em ơi. Chúng ta chuẩn bị xong rồi. Xin mời quý vị đến, tiến đến ngay vị trí cây thép. Sau khi chúng tôi đến hiệu lệnh thì tất cả cùng nhau đặt cây sắt xuống vị trí sàn đổ bê tông. Chúng ta sẽ cùng nhau xúc mẻ bê tông cuối cùng để đổ sàn mái kết nối dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC Quảng Hải. Xã hội khi đào tạo những thế hệ kế thừa đầy đủ tâm tầm tài.